giờ anh chạy xuống bên rồi. Trái có cây nhãn, cây phi to á. Đây đây, cái chai chăn đọt anh mới làm xong, tặng em nhá. Không tặng anh tặng nhá. Giờ về xong đó là cái xịt đó nhá. Dọn với lại hái cà xong là ấy luôn này. Ừ, dọn đi liền ạ. Đừng có để này ấy. Dạ. Anh cũng làm nhưng mà giờ nói chung mùa này việc nó dồn việc nhiều quá. Em có mấy cây, có cây này bị ấy nè anh. Bị gì em? Ra bông. Ra bông à? Thì vẽ đi giờ này. Ừ, còn bẻ hết đi rồi kích lại. Dạ, chứ cái này ra cái này chết đi chứ. Người cái gì cần gì rồi. Vẽ đi em ạ. Vẽ đi đừng để còn dạ, bẻ hết chứ. Bẻ hết đi em ạ. Cái này để sao sao trồng dày vậy? Bên đây sang bên kia giỏi lắm được tầm 4 mét. Dày quá. Ở đây là cái gì eto hóc à? Công hòa tóc anh. Công hòa tóc của chư xe vẫn thuộc chư xe chứ nhỉ? Dạ thuộc chư xe anh. Dạ. Xã một cái xã của chư xe. Có huyện chư xe đúng không? Dạ. Cái này mà không gì không vô mà ra thế này mà kích năm ngoái lại không ra. Đầu thiệt cái chứ. Không cái này cái này vẽ điểm ạ, rồi mày rồi nó kích lại nó ra không sao đâu. Nhưng mà cái này em lên trước khi làm bông xịt chích hút với lại cái thằng nhện đỏ với lại nấm bệnh đi nha. Em tính mai mốt xịt đi. Ừ, cái này cành này dọn đi này. Em cho em đợi 2 cà xong này. À. Công 2 cà đang 2 cà cái đi thấy đi xả lúa. Em còn làm lúa nữa? Không, công á. À, ở đây là anh em người ấy của mình là đi xả lúa đúng không hả? Dạ, đi xả lúa nên không hái cho em nữa. À. Cành cà gốc cà phê em cũng cho rồi. Cho người ta chặt luôn hả? Chặt để dọn dẹp cho em luôn. Ừ. Nhưng mà cứ hẹn ra không. Ô đẹp của em đẹp đấy chứ. À dạ. Của em ở đây đẹp mà. À, dạ. Nhưng có điều em không có để cao quá rồi em không hạ tàn à? Trồng dày mà không hạ tàn nữa. Có mấy người kêu để nó ấy là hạ. Năm tới hạ đi em ạ. Dạ. Ừ. Cũng hạ nhưng mà em để thế này nó giao tán hết. Hạ bớt chứ cao quá. Cao quá em ạ. Xịt nói chung là ổn là bông luôn. Cái này làm bông thoải mái rồi, đẹp rồi em ạ. Dạ. Em giờ em tưới thêm một đợt nước, em dọn dẹp. Em tưới một đợt nước nữa. Ừ. Em hãm luôn, cắt nước luôn. Độ ẩm của nó còn cao lắm. Em cắt nước nếu mà như thế này em không dọn dẹp vườn đi thì cái thời gian mà em hãm nước nó dài lắm. Đây này. Dạ. Ẩm xì xì. Em mới tưới cái ngày hôm ngày mấy? Hôm kia à? Hôm kia. Ừ. Cứ mới tưới ngày hôm kia. Ừ. Dọn sạch vườn đi em ạ. Ừ, dọn sạch vườn đi. Dưới đây có cây đang vừa đang đi ra lú đọt anh trong đầu thôi. Đâu? Nó lọt cọc. Cái khu này nó đều nha. Nhiều không? Dạ, thì nó lú dạng đi cơi tiếp á. Đi cơi hả? Để tí nữa anh đưa cho lọ làm chặt đọt hoặc làm da đọt đấy. Em xịt luôn đi cho nó khỏi đi luôn. Ừ. Mà phải một cây nó chết đi. Một cây à? Ô của em đây nhiều mà. Dạ, đi sống luôn, ấy đồ của em cả trăm mấy á. Một trăm mấy à? Mà làm trái thì coi như nó còn 70 cây anh à. À. Bên kia còn 20-30 nữa. Bên kia là bơ của em luôn à? Dạ bơ của em rồi đó, em gọt bớt rồi đó. Hồi xưa em lấy phân đồ của anh đó là làm bơ đó. Ừ. Mà em phá hơn nữa rồi đó. Nó rập luôn mà. Ừ. Đi qua đây phá hơn nữa rồi. Ở dưới đây còn nguyên vùng, nguyên bút ra, nguyên anh cho nó chắc mà chưa chắc này. Hôm nay không làm à? Năm nay không làm bơ à? Vừa là 6 ngàn à? 6 ngàn, bơ bút đi. Là 6 ngàn. Ôi chào ơi. Em đây là cà em mua về em. Cà em hái đổ ra thôi nè. Đây cà có đây cà của em. Dạ. Năm nay được nhiều không? Được. Năm nay bên em cũng mất mùa. Mất luôn á, nhà mất cả nửa luôn mà. Của em mất cũng vẫn còn nửa. Thế giống của anh rồi, anh cũng mất mùa nửa đấy. Dạ. Ừ. Anh thanh niên này đúng là giỏi thế. Thế bảo cưới vợ năm nay cưới không? Dạ. Ăn Tết xong à? Nói chung là nhà bên nó có đang có việc á. À, đang à. Không ấy. À. Cái này đi đọt cái này em một cây hai cây em không được. Nếu mà một cây hai cây thì thôi em ạ. Nó ra thì nó ra, không ra thì mình chấp nhận, bởi vì làm một số lượng lớn thì cũng không cần thiết em ạ. Dạ. Ừ. Cái này mày kéo ống đi bơm thì cũng chết. Đúng rồi. Hai cây này. Đúng rồi. Còn nếu không thì làm muộn cũng được. À dạ. Ừ. Cái để tự nhiên từ đây lên thì đồng loạt đẹp. Ừ. Bên kia đẹp bị hai cái này. Cái này em trồng được 6 năm chưa? Dạ 7 năm rồi anh. 6 7 năm hả? Dạ hồi xưa mới vô thì anh làm thì cũng chăm sóc được. Ừ. Năm nay nó cũng hơi yếu. Em tính trồng thêm khu dưới này nữa này. Đây là của em luôn. Của em tới cái sâu riêng lớn rồi hả? Tới cái sâu riêng lớn. À. Đó,
em còn nguyên đám bơ tiêu đây. Đây đây. Ở đây được 2 hectare không? Dạ 2 hectare. 2 hectare à? Dạ. Cũng ngon nhỉ. Đất này đất đẹp mà. Dạ, đất này đẹp. Đất đây nhìn cà phê cũng được, được đấy, đẹp mà. Những cái điều em năm tới em sàn bớt lấp bớt cái này cho nó phẳng cái bồn lại nó đẹp hơn. Cơ bản giờ em cũng muốn làm đấy mà em giờ vừa xe vừa vườn. À. Dạ. Dạ làm thấy thì ham nhưng mà sức xoay không kịp. Dạ. Em đang cho người lắc xe cà để em đổ. À. Chỉ thế ví dụ ở đây em tối em để cà phê này em sợ không sợ mất à? Em thả chó với lại em nhà camera phóng ra ngoài đây. Camera xếp ở đây luôn à? Dạ, phóng từ trên ra đây, em có tối em thả chó nữa. Thả chó à? Dạ, anh lên nhà đi đường này có mấy chó nó cũng được. Có em thả ra nó cũng được. À. Dạ. Có xích lại chưa? Có dạ, nhốt rồi. Nhốt rồi, em thấy hai con chó to rồi mà. À à. Dạ. Con trước thì con chó ngao à? Dạ, một con Rottweiler, một con hai con Bé Khê. À. Thế thì thôi chắc không ai dám vào đâu nhỉ. Đúng rồi, thấy vậy. Mấy người làm xung quanh đấy ra nó hù dí chạy hết nữa. À dạ. Đang làm vườn này hù dí chạy luôn mà. À dạ. Đó là cũng ấy. Ừ. Bơ các khỏi em cắt thêm này. Như công hái cà đây thì bao tiền công em? Em khoảng 1.000-2.000 ký. 1.000-2 à? Dạ. À. Thì cũng như bên anh thôi. Dạ. Bên anh thì nếu cà phê mà mất mùa cũng 1.200. 1.200-1.300. Dạ. Còn nếu mà vườn nào được chút 1.100. À dạ. Còn nếu mà cà phê mà ở trong cao su thì đi qua này. Dạ. Thì nó chỉ tầm 1.000 thôi. Hơi xấu ít xuống thì đẹp. Ừ. Bơ là em cắt hơn nữa rồi đó. Rồi đã hết năm nay bơ gì đâu mà bán không được giá thôi. À chán lắm. Em chỉ để vài cây về con mát nó mốt. Em chưa có thời gian kỹ, có thời gian ăn tiện nữa. À. Để sao nữa. Ừ. Để ít cây để bóng mát thôi. Ừ. Mới được nhiều được chơi bây giờ. Năm nay người đi mua bơ cũng ít thôi anh. Không đi mua luôn hả? Dạ. Mấy năm trước hồi còn biết được em nhiều bơ. Ừ. Họ kéo ầm, năm nay họ không gọi luôn. À. Hay á, họ mà chơi em chơi xuống này. Cái này 97 chứ sao, 94 à. Cái này đây 197 em ạ. À, ừ. Em mua lung tung hết. Cái này 197 đó. Nhưng cái điều em sao không làm cành đi? Em đang tính nản, em đang nản do em muốn chuyển ra. Không, để một hai cây làm ăn chứ đừng. Ở đây 30 cây á. 30 cây kệ nó. À. Còn lúc này lúc khác chứ đừng có theo đuổi một cái thứ nào đó mà nó không được lại chặt đi. Cứ để đi. Dạ, để anh. Ừ. Dạ. Mình để nó mình khắc phục, ví dụ mình nó sượng cơm thì mình tìm cách khắc phục cho em. Dạ. Ừ. Cái này em trồng năm ngoái. Để đây mấy cửa em hàng chặt. Thằng này Đô Nam à? Dạ, Thái anh. Ừ, Đô Nam Thái. Bơ giờ đang ra bông đây. Bơ này 034. Dạ, 034. Ừ. Bên này trời trời nó thí hậu nó nóng hơn đấy. Bên con tôm chú thích sáng điện cho anh là sầu riêng nó đã lú bắt cua rồi mà. Ở đây cũng nhiều vườn lú. Nó lú cũng đều. Đúng rồi. Như cây quen vậy đó. Cái đó gọi là lú tự nhiên em ạ. Lú tự nhiên. Cây to này cũng đang lú tự nhiên này. Đi vẽ đi em ạ. Dạ. Đi vẽ đi. Dạ để cho. Đi đường nào? Dạ, đi qua cái. Ừ. Ồ, rộng thế nhỉ? Có một mình. Có một mình à? Ừ. Đúng rồi, sao? Thế thì... Tới chưa kịp luôn. Ôi, đây phần đợt trước của anh gửi em lấy về. Về vẫn còn mà. Cái đó tưới gốc thôi anh. Tưới gốc? Ừ. Dạ. Còn bơm là bơm đủ mà. À. Em bơm liên tục mà. Không, cái này dàn lá thế này nó đẹp, cũng nói chung là ít làm như em mà được cái dàn lá này cũng đẹp rồi em ạ. Không đến nỗi nào đâu. Ừ. Tí nữa anh để lại cho một chai làm dàn lá. Dạ. Tá đẹp mà em. Được mà. Cây này lực mà, cây này làm trái vẫn được. To. Được mà. Em tính trồng thêm chất cỡ trồng mấy chục cây nữa đám bên này. Người đám dưới do em làm cà phê đây nè. Tính toán nói chung là cho nó cẩn thận em ạ. Bây giờ sầu riêng này anh nghi nói chung là ấy nó cũng phân tán bớt đi. Trồng cái khác. Như ví dụ ở đây thị trường nào trồng bớt cái khác em ạ. Như bây giờ cứ đổ xô vào trồng sầu riêng đến hồi nó lại xuống giá thì cũng nhiều khi cũng cực em ạ. Hoặc là em quy hoạch lại em trồng cà thả đọt á. Ừ. Này, cà bây giờ cũng có giá.
hoặc là trồng tiêu lại cũng được. Ừ. Bây giờ em trồng tiêu mua giống rồi trồng. Hoặc là em trồng tiêu cũng được, bởi vì tiêu bây giờ kiểu gì anh nói em nghe này, bây giờ tiêu ngày xưa em biết rồi, kiểu gì nó cũng phải hơn, nó đắt hơn cả. Yeah. Mà cả biên độ bây giờ gần 70 rồi thì chắc chắn tiêu nó cũng phải đẩy lên 100 thôi. Yeah. Chạy đâu được. Ừ. Cắt cà đi để làm sầu riêng này. Còn chỗ nào mà có sầu riêng rồi của em 200 cây thì để lại làm sầu riêng ha. Yeah. Ví dụ còn ví dụ như là chỗ nào mà nó còn trống nhổ đi trồng cà, nó kiểu cà thả đọt cũng được em ạ. Ừ. Đẹp mà, cái sầu riêng này làm trái được mà. Mấy cái này năm ngoái của em phun không kỹ, bị gì nhện đỏ mấy cái này. Nhện đỏ. Dạ. Năm nay. Không như mà cái tần suất xịt như của em nó ít nhưng mà ít. được như thế này là cũng ngon rồi em ạ. Em thuê người khó quá, thuê người phun thuốc khó quá. Ừ. Sầu riêng mình tự làm thôi chứ còn bây giờ anh nhìn thấy cái vùng này mà kiếm được một người kỹ thuật phun sầu riêng thì anh nghĩ là hơi khó đấy em ạ. Ừ. Đúng rồi. Anh đầu tư bét hết rồi. Dạ. Phải làm cái vậy may ra. Giờ cây như thế này rồi anh có gì nghiên cứu chắc em hái cà cho anh cắt. Ừ. Bây giờ nữa. Bây giờ thế này này, anh ngồi đây đứng đây anh nói luôn là bây giờ em hái cà xong. Dạ. Thì anh thấy cái cây này cái thời gian xịt nước nó cũng hơi lâu đấy. À. Chứ không phải là làm theo quy trình ở bên này được. Như em áp dụng quy trình bên đây là em xịt nước ví dụ 20 ngày nữa anh kích bông là thua, cây không ra được. Yeah. Bởi vì cái độ ẩm còn cao lắm. Với hai nữa cái vườn của em nó còn nó nhiều cây quá. Nhiều cây quá em không? Cho nên là em giờ em quy hoạch lại ví dụ chỗ nào sầu riêng thì em chấp nhận phá cà đi. Yeah. Phá đi. Yeah. Phá đi xong dọn sạch cái dọn sạch cái cây đi, nhưng mà em lưu ý này. Em chỉ cưa cây thôi chứ không được tác dụng gì đến cái rễ nữa. Dạ, em cưa đúng rồi. Đúng rồi. Như ví dụ như chỗ đây này. Đó như chỗ đây này, em tranh thủ với chiều mát mát mà trời lại lạnh á, em đốt bớt đi hoặc là em đem chỗ khác thì em gom vào một chỗ, hiểu không? Chứ em để như thế này nó đất nó ẩm như thế này xong nó phân hóa bằng bông được. Dạ, hiểu không? Dạ. Đấy. Như lá này giờ mình xiết nước được rồi. Được rồi em, bây giờ bên vùng này gần như người ta bỏ lên người ta xiết nước rồi em ạ. Đấy. Như cái vườn người ta mà nó sạch sẽ á, người ta bỏ lần bây giờ người ta tưới xong người ta xịt nước tầm 20 đến 25 ngày sau người ta yeah. Kích hoa được. Cái này vừa năm ngoái em xịt cả tháng hết bóp lá. Nó không bởi vì cây đấy nó độ ẩm nó cao quá, không thể phân hóa bằng bông được em hiểu không? Yeah. Đừng có nghĩ rằng mình bỏ lần mà nó phân hóa bằng bông được, không phải đâu. Cái thằng lần đấy, em hiểu thế này. Nếu mà đủ điều kiện cây nó ra bông ấy thì nó sẽ phân hóa bằng bông. Nhưng mà không đủ điều kiện phân hóa bằng bông nó kích rễ nó đi đọt. Thằng lần bởi vì em hiểu không? Ngày xưa ai bà con mình cũng thấy là ví dụ như trồng cây con nó cho lót cái gì cho lót lân đúng không đấy. Ừ đấy. Giờ em phun nhện đỏ mai mốt rặng mai em cứ phải là cái thằng nhện đỏ với lại chích hút đó. Cái mùa nắng này em cứ phải định kỳ 15 ngày. Em tông hẹn em ngày này hái cà này. Ừ. Em không dám phun này. Năm hẹn là em ngày mai này, em để cho công ấy xong rồi mới phun á. Ừ, xong phun đi nhá, cái định kỳ phun nhá. Còn bây giờ phân bón qua lá rồi dinh dưỡng nó không đi không làm nữa. Yeah. Cây đọt này anh nghĩ là ok rồi. Yeah. Bây giờ em cái nhiệm vụ của em là dọn hết cái vườn cái cho sạch đi. Dạ. Yeah. Đấy. Hái cà xong anh thấy em cho dọn. Ừ, còn bây giờ tí nữa anh để lại cho một chai phân chặn đọt anh mới về, anh làm thằng lậm chuẩn. Dạ. Yeah. Ờ, em phụ em cây nào mà ví dụ như nào nó sung quá. Xịt. Yeah. Xịt trước khi mà phun kích bông thì nó hiệu quả hơn. À, nó để cho cây nó già hẳn đi. Dạ. Nó chuyển cái đó ấy thì, dạ. Thì em phun. Đó. Dạ. Ở đây một lần em phun hết hai phiên. Bữa nay phun 2,5 3 phi, phun kỹ 3 phi. Không, phun lướt ở trên lướt đọt 2 phi thôi thì một chai anh để lại là vừa. Dạ, dạ, dạ. Ừ. Dạ. Vậy thôi. Ừ. Dạ. Cái gì tình này thôi giờ anh đem ra ngoài chiếc xe uống ly cà phê tí là đi tiếp. Thôi em bận được. Thì dạ, đường này em phải chạy ra chiếc xe lấy xe. Ừ thế đi. Giờ anh em mình chạy ra coi chiếc xe uống cà phê là xí em đi. Ừ đi thì phải đi. Ừ đi dạ, đi em. Nhìn cây. Đâu. Đó nhìn vậy là được rồi, nhưng mà nhớ nhá cái này dọn xẹp đi nhá. Dọn sạch đi con cành. Cành bơi này, anh nói em nghe này, đừng có mình làm sầu riêng á, mình chọn một cái phương pháp. Yeah. Mình chọn một cái quy trình nhất quán ngay từ đầu. Yeah. Không nói gì nữa. Yeah. Bây giờ trước khi kích bông ấy, em đây. Em cắt giùm cho anh để lại một tí này thôi. Yeah, ha. Yeah. Dọn, đừng có mình làm một phương pháp bộ tôi đừng yeah. Đừng nghe anh lời nhiều. Nên nếu mà em đã theo quy chuẩn nào đó thì em cứ thế em đi. Còn nếu mà đi ấy là thì nhất quán ngay từ đầu luôn là yeah. Là làm. Đấy,
nhá. Dạ, dạ. Anh thấy cái cơ lá của em rất là tốt này, em xịt ở đây nó đã hiệu quả rồi. Còn mấy cái cành bơi này tốt nhất là thẻo đi ha. Dạ, dạ. Ừ. Cái này hồi xưa em xịt thuốc nấm của anh là chính này, nó khô nấy này. Khô không? Khô này. Thuốc nhện đỏ nấm của anh đúng không? Dạ dạ, em xịt. Ừ. Đó đúng ra anh chỉ cho. Nó đúng ra cái vườn của em á mà làm từ ban đầu cái thằng bút đồ đồng ấy. Em xịt một là nano đồng. Nano đồng thì sắp tới anh sẽ gia công. Em lấy cái đó em xịt, nếu mà em không có thời gian được, em lấy vôi. Lấy đồng sun phát, cái đồng 5 ngậm nước hoặc 7 ngậm nước á. Em trên bao bì nó có hướng dẫn là hòa cái bốc đồ đồng đấy. Em xịt gần như là cái này nó sẽ một là nó đụng. Nó chịu không được nó đụng, hai nữa là nó sẽ không chế bớt được cái này. Em đang trồng thấy trà nhanh nên làm nhanh để dọn dẹp cái cây này được. Không sao đâu, cái của em nói chung là nó cũng kịp mà, không lo đâu. Diện tích của em lớn quá nhỉ. Ở đây được 2 hectare nó ngon đấy. Thanh niên mà làm thế này là chuẩn rồi. 2 hectare còn nhà máy với lại xe. Ừ, thế đấm đuối công việc luôn. Ừ. Bây giờ anh chạy ra. Để anh đưa cho trái phân. Ừ. Anh nhớ cái quán của anh ngồi em. Đi. Không, đi ra ngoài ngã ba đây thôi em ạ. Ra ngoài ngã ba này kiếm quán cà phê ngồi cũng được. Anh đi tới đường tránh, anh bẻ lái anh về thành phố Pleiku thôi. Chứ không, không nhất thiết là phải chạy ra chia xe đâu. Dạ, chạy ra xuống ngã ba ngay chỗ. Em không đúng, anh đứng anh điện đấy. Dạ. Ừ. Con gì đang bị bệnh. Ừ. Rồi còn là hụt lắm. Giờ anh chạy xuống rồi. Cái cây nhãn, cái khi to á. Đây, cái chai chặn đọt anh mới làm xong. Tặng em nhá. Ôi dạ. Không, tặng anh tặng nhá. Giờ về xong đó là xịt đó nhá. Dạ, dạ. Cái này pha 400 lít nước. 400 lít nước luôn anh. Ờ, xịt dạ. Lướt thôi nhá. Lướt. À. Xịt lướt trên đầu ở ngọn thôi chứ không dạ. không xịt vào trong trong anh. Dạ em hiểu rồi. Dạ, dạ. Ừ. Anh nghĩ là với số lượng của em chắc chai này là được. Không lướt hai phi. Phun lướt thôi, phun lướt trên mặt lá với đọt ha. Rồi. Em pha đây 400 lít nước. Dạ ha. Dạ rồi. Rồi. Em cảm ơn. Rồi ok. Anh đi xuống uống nước. Ok đi. Chạy xuống. Em vô bỏ anh chạy xuống. Rồi em về đi xe luôn. Ok. Tư liệu. Giờ đi ra. Ông quay thằng này đấy. Ở đây cái thế đất này cũng như ở trên Đắk Lắk mình nhỉ. Khá gì. Quay ra đến ngoài đường thôi là được. Phải lấy tư liệu thôi. Em thấy nó sử dụng mỗi cái phân bón lá với lại là cái thuốc trừ sâu sinh học của anh, mà cái cây lá em thấy đẹp không? Đúng không? Nó không đầu tư nhiều, nó không có thời gian làm nhiều mà làm phải nó quá đẹp rồi. Sầu riêng này vô. Thôi rồi tắt đi em.